Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Tiên IQ. Và mình là Tiên đây. Tiên. Thì hôm nay mình sẽ làm một món, đó chính là trứng cút sốt chua cay ăn kèm với gỗ qua chuối nha mấy bạn. Nghe một món là mấy bạn biết hấp dẫn rồi đúng không? Thì để thực hiện cái món này thì mời mấy bạn theo dõi mình nha. Cùng mình để thực hiện cái món thành công cái món mà tuyệt phẩm này nha mấy bạn. Ok, let's go. Bước đầu tiên để thực hiện cái món này chính là luộc trứng cút nha mấy bạn. Đổ vô. Hôm nay mình sẽ dùng 50 trứng cút để làm cái món này nha mấy bạn. Trời ơi, 50 trứng thì chắc sơ sơ hai mẹ con mình hoặc là hai ba mẹ con mình người 10 trứng, 20 trứng là hết rồi mấy bạn ơi. Tém qua tém lại là tọt cho bụng hết. Mấy bạn ơi, đây chính là một cái bắp chuối. Không to cũng không nhỏ. Bây giờ mình sẽ cắt cho mấy bạn. Cái chai kéo hơi quên. Ghê chưa? Nhiễu à, nhiễu ngủ à, đi ngang nhiễu cái là cái áo đen hôi luôn, áo đen sẵn rồi đâu sợ đâu. Đó, bây giờ mình sẽ hái thêm một bắp nữa nha mấy bạn. Đây, để ra đi. Hái thêm bắp nữa, bắp này hơi nguy hiểm nha. Bắp này là, ủa nó chưa có ra trái chuối, mình hái cái bắp này nó còn quần chuối không ta? Nó ra hết một dải rồi kìa, không thấy hả? Có hai trái, có hai bao hoài à, hai nãy à. Ừ, là nó hết ra rồi. Hết rồi phải không? Ừ. Giờ là bẻ được đúng không? Đúng vậy. Bẻ mình... cho buồn chuối nó bự. Bây giờ mình phải nghiên cứu làm sao mình bẻ nó văng vô trong nè. Bẻ cao lên nha, cần sát sát nãy chuối á. Đây hả? Ờ, cần giữa giữa vậy. Bẻ nó văng nổi không? Nổi. Em phải lật cho nó vô chị ba đó né nha. Ờ, văng vô ngay mặt tao luôn á. Ờ. Ok vậy. Cù bắp. Ôi, ê, ê, ê. Dễ nó. Dễ nó vô. Mấy bạn ơi, hái bắp chuối cho mình nè, mấy bạn thấy gì không? Nay như Tết tới, mai mình mới nở mấy bạn. Mấy cây này là kiểu mà lặt vặt ở trong vườn á. Rồi nó rớt hột, nó tự lên rồi mình không có lặt á mấy bạn. Nằm ở trong vườn lặt đâu ai Tết, đâu ai ngắm đâu. Mà nó nhiều thôi. Cánh kìa luôn, 12 cánh lận kìa. Thì năm sau mình sẽ bứng cây này vô dịch chân Tết nha mấy bạn. Mấy bạn ơi, bây giờ mình sẽ nhắc nồi trứng cút của mình xuống nha. Ăn nồi trứng cút mình sôi quá trời sôi. Ôi ôi, khỏi lên. Mấy bạn ơi, bây giờ mình sẽ chiên trứng cút nha. Bây giờ mình sẽ cho dầu vô nha mấy bạn. Giờ cho trứng cút vô nha mấy bạn. Đó, sôi rồi đó, toan rồi đó. Đừng văng nha, lại muốn nổi. Ô, xù xù, thôi không văng, hình quá. Hình quá mấy bạn ơi. Vô. Mẹ mình nói là cái món này là chiên trứng cút xào qua xào lại nha mấy bạn. Mình là chỉ học nấu ăn thôi, nhưng mà mình nấu ngon á, mình học y chang là thợ vậy đó. Tại vì thợ truyền hết cái nghề ra cho mình đó mấy bạn. Mình kiểu mà mình thông minh sáng láng á, với lại kiểu mà tỉ mỉ á, chứ không có vụng về nha. Mình không có vụng về nha mấy bạn. Mình vụng về là trừ khi nó văng trúng mình, bắt đầu lúc đó là mình chán ván, mình nhảy tưng rồi mình không có suy nghĩ được gì đâu. Nó dụng về thôi. Đó, bây giờ vớt trứng cút ra mấy bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cho qua chuối rồi nha mấy bạn. Đây gọi là qua chuối nha. Rồi gọi là gì này gọi là bắp chuối. Nãy mình học quá mấy bạn. Học văn xong đùng đùng. Cho hết vô luôn nha. Đó. Ngon quá. Bây giờ mình vớt trứng cút ra nha mấy bạn. Rồi xong, trứng cút nó vàng khe, tăng. Thì trong đây gồm có 2 muỗng chanh, 2 muỗng nước cốt chanh, 2 muỗng nước mắm, 2 muỗng đường và 1 muỗng bột ngọt nha mấy bạn. Bây giờ mình sẽ cho vô đây nha. Khoan, đeo bao tay cái. Đó, mình lấy, bây giờ mình sẽ lấy mấy cái miếng này mấy bạn. Đó, cào mấy cái hạt niêm rồi trong đây nè, nó còn dính nó chưa có tan nha. Đó, sẽ lấy ra hết chưa. Đeo bao tay xong rồi mình mới làm nha. Do dù tay mình rất là sập luôn. Bây giờ mình sẽ bóp. Bóp mạnh tay, đừng có cho nó nát nha. Bóp mà phải cho nó thấm chứ đừng có nát nha. Mẹ mình đang lăn xăng, lăn ký đầu mình nó có sai sai là ký đầu cái cốc liền đó mấy bạn.
Bây giờ mình cho vô găm vô nha mấy bạn, cho chừng một xíu thôi. Còn như đây nè, một chút mấy bạn biết để làm gì không? Trang trí lên với thôi cho nó đẹp á. Kiểu mà nhìn bắt mắt, nhìn còn ngon mình mới ăn được, phải ngon mới ăn được nha mấy bạn. Nếu mà không ngon mà nhìn không ngon thì mình ăn cũng phải ngon nha. Tại vì mình làm lúc nào cũng ngon á, nói chung là mình làm very good á. Ok, very good. Mấy bạn ơi, bây giờ mình sẽ phi tỏi nha. Mình làm cái dấu này mình làm gì? Ba, hai, một, mình không giỏi lắm hết. Mình đang làm nước sốt. Mấy bạn có thấy cái chương trình đấu vui này hay không? Sau 3 giây, sau 3 giây mấy bạn không cần suy nghĩ, mình đã có đáp án cho mấy bạn rồi. Rồi sao nó mẹ, sao nó mẹ? Mẹ ơi, mẹ ơi, khẩu giá sao nó mẹ, sao nó mẹ? Mẹ ơi, tổ ghế mẹ ơi. Cho nước khóm nè. Cho nước khóm luôn nha mấy bạn. Ui ui, mà chi mà vô, mà vô, mà vô. Hồi nãy trong nước khóm này mấy bạn thấy hộp hộp này không? Là nó có một muỗng đường, miếng bột ngọt, miếng bột nêm á mấy bạn. Giờ chán nè. Đó, đổ vô lại cho nó hết luôn nha. Bây giờ mình sẽ cho một miếng tương cà với một miếng tương ớt vào nha mấy bạn. Này là tương cà nè. Cho đại chai đi, tương ớt chắc cho giọt thôi. Này tương ớt gọi là tương ớt cao cấp rồi, cay gấp đôi nha mấy bạn. Bây giờ mình sẽ cho vô luôn. Phạch, phạch, phạch. Đó, 3 giọt luôn, chỉ mình nói 1 giọt thôi, mình giúp 3 giọt luôn á. Khỏe rồi. Dạ rồi. Cho chính thức luôn nha mấy bạn. Đó, mình giờ mình làm trên chảo nóng không á nha. Mình không có kiểu mà lấy nước sốt ra mới chan chan lên đâu. Mình phải làm vậy nó mới thấm đều nha mấy bạn. Nó ấm ấm á, nó giữ cái nhiệt lại nó mới thấm vô được. Mấy bạn ơi, mình mới nêm nếm sơ sơ là thấy vừa ăn rồi đó. Là nếm chứ không có nêm nữa nha. Nếm. Đó, bây giờ mình sẽ cho trang trí. Hòm bát ngát mình mông. Trời ơi, ở miền Tây là sung sướng lắm mấy bạn ơi. Ăn mấy cái món tự mình nấu, tự mình làm. Còn lên thành phố là đâu có thời gian đâu. Lo đi làm tấp nập. Rồi sau đó là ăn giặt ở ngoài đường. Hoặc là ăn qua lo cho qua cử thôi mấy bạn ơi. Không có thời gian mà ăn như vậy. Mình tự nấu ăn hay là chế biến món ăn như vậy đâu mấy bạn ơi. Ở thành phố là công việc rất là nhộn nhịp. Mấy bạn tin tôi đi, cứ ở quê mà sống. Đừng có bon chen lên mà cái đô thị xa qua. Đô thị qua chén lệ đó chỉ là qua cho người giàu và lễ cho người nghèo mấy bạn. Ở Sài Gòn rất là mệt mỏi. Mẹ ơi con nhớ nhà. Năm 16 tuổi nó bước ra đời với những nợ nần ở trong tay. Tôi mệt mỏi quá để hành sầu quá sầu lại cho ra đây. Không phải. À, do ra liền, tại nãy tới đó bắt đầu cảm xúc ngân tràn một vòng, một lần nữa đi xa mấy bạn. Rồi giờ về quê sung sướng biết bao. Mẹ ơi con nhớ. Năm 16 tuổi con bước ra đời. Rồi mâm, mâm. Rồi, rồi, rồi. Trời bà làm nó rối bây giờ. Rồi, rồi, ok. Sao quá, sao lại chết chết. Mấy bạn ơi, mình với mẹ mình đã làm xong sau một hồi tranh cãi kiểu mà mẹ mình chửi mình nghe thôi chứ không phải gọi là tranh cãi mấy bạn. Thì cũng đã hoàn thành xong sản phẩm rồi nè. Đó. Bây giờ thì cho thêm một tí hương thơm của hành cháy vào nha mấy bạn. Chú 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 chú. Có chửi nó không? Mấy bạn biết sao mẹ mình nhây nhây khó tính không? Tại đang trong thời gian chân mài kiểu mà ngứa ngáy mà không cử động được đôi mắt á. Không có châu châu gì được rồi sợ nó. Hello, chào các bạn. Con cháu hôm nay tiên quy cô làm trứng cút sốt chua cay ăn. Ngon lắm á. Ăn kèm với hoa chuối nè. Giờ mời các bạn con cháu thưởng thức cái món này với gia đình cô nha. Ôi, bữa nay em mới biết được trái là thơm á, trái là trái khóm á. Nó thơm thiệt. Cái nước của nó thơm lắm mấy bạn. Mình để cái nước khóm vô á. Thơm nguyên cái trứng cút nguyên mùi khóm không luôn. Thơm. Thiệt. Nước khóm cho con. Trái khóm rồi cô dắt lấy nước cho. Nè. Làm miếng đường. Miếng đường. Một ngọt mắm.
không có mắm, không có mắm. Ok, bây giờ thì mình mời mấy bạn hưởng thức chung với mình, với mẹ mình nha mấy bạn. Mấy bạn ơi, bây giờ mình mời mấy bạn hưởng thức chung với mình với mẹ mình nha. Ok mấy bạn. Giờ mời các bạn con cháu nha, thưởng thức cái món trứng cút sốt ăn kèm qua chuối này với con nha. Còn gì nữa đâu mà mong với chờ. Vô, vô mẹ, vô mẹ. Rồi con dứt rau vô nữa, nó mới ngon. Đó, vô. 1, 2, 3, vô. 2, 3, ăn. Mời mẹ ăn. Mời các bạn con cháu. Mời mấy bạn ăn. Chua ngấy đái quần mẹ. Sao chua dữ vậy? Mới ra nước nè. Nãy mình biết trứng nó miếng nước rồi nè. Quá trời nó chua nó chanh mấy bạn ơi. Quá trời nước. Bây giờ mình sẽ dứt ở trên khô khô giống mẹ mình. Ờ trứng cút bây giờ kiểu nó mịn rồi, nó dẻo dẻo ngon lắm mấy bạn. Tại con lấy ở dưới có nước, con phải dùng ở trên. Thôi ăn trứng cút vô cái dứt qua chuối đi. Nè, đó. Có cái trứng cút trong đây nè, mấy bạn soi soi kỹ vô. Dễ dứt hơn chung cái trứng cút. Ờ, mấy bạn thấy trứng cút mình chưa? Đang quanh cũng thôi. Ừ, quá ngon. Cái trứng cút trước, rồi dứt nước qua chuối vậy nè. Thấy không? Ăn vô. Dạ. Ngon không? Tại chung cái trứng cút thì khó dứt lên. Ngon mà. Ngon. Ngon quá. Giống như mình với mẹ mình là người quê mẹ mấy bạn. Người quê đó mấy bạn. Không có nói nói món này sao sao không có diễn tả được nhiều những người mà người ta thiếu nấu thiếu ăn hết mẹ. Ngon quá, đó chính là ngon. Còn ví dụ dở quá. Đó là dở. Trứng cút ăn sốt chua cay này ăn với kèm qua chuối ngon quá các bạn. Nước sốt nó thơm thơm, mùi sốt. Như đây là 50 trứng cút, mình ăn không còn trứng nào luôn à. Qua chuối ăn chua chua ngọt ngọt thôi. Dứt qua chuối vô nè, dứt trứng cái ớt cắn cái nè. Cay đắng ngọt bùi nhiễm đủ. Quá ngon. Ngon ngon. Dứt vô. Một trứng cút là một đĩa này nè. Ngon lắm các bạn. Thích trứng cút tốt. Mình cũng hiểu cái cảm giác mấy bạn ngồi sau khung hình. Tại mình thấy chị mình là mình hiểu rồi. Chép quá trời chép, chép tối trời luôn. Thích lắm, thích lắm. Ăn chung với hoa chuối chua chua. Chua chua ngọt ngọt ngon quá các bạn. Thiệt ngon. Có để dặn gì không? Mẹ từ từ. Mẹ từ từ, chờ lại con với. Mẹ ơi. Hai ba ăn. Mẹ ơi, nhớ câu giọng gỗ. Mẹ ơi, mai lên trốn thành con nhà khe gợt gỡ. Ủa, đó, Điệp ơi ha, mẹ ơi sao? Điệp ơi, không ơi. Quên, lộn đó bạn. Ăn đi ra tầm tràm quá rồi. Tại thấy nhớ nhớ. Sao? 2, 3, vô. Con phải dứt tên. Qua chuối riêng. Con thích chung. Đó. Cho trứng cút vô rồi cho qua chuối riêng. Đó, tổng. Nè, vô. 2, 3. Ăn. Ngon quá, ăn như nhiễu miếng à. Cho miếng khăn giấy đây, không phải chua miệng mình, chua miệng chị ba mình mấy bạn ơi. Mình đúng mà chị ba mình không chịu ăn. Thở. Thở mạp.
Bây giờ ăn trứng nhiều á, bạn biết bị gì không? Có cholesterol nhiều. Rồi nó sẽ bị mỡ, bị mỡ, cái bị mập đó mấy bạn ơi, chứ không phải mỡ. Khi mình ăn đạm nhiều thì nó sẽ có nhiều dinh dưỡng rồi sẽ càng mập hơn, rồi ăn trứng thì nó cũng sẽ mập luôn. Ăn gì cũng mập. Có một cái củ cải đỏ. Ăn khúc này chua chua ngọt ngọt ngon lắm nè. Ngon quá, ngon, nhà mình mẹ mình sáng chắc món này ngon quá. Càng ngoài chua chua chua. Không có gì để nói luôn á, ngon, có để dành gì đâu mà quay xuống dữ à. Sợ dính gì trên mép cái bà nói, để dành chịu ăn cơm. Trứng cút chết chua cay này ăn ngon quá các bạn. Giờ ôi sắp đẻ được luôn rồi, bụng 9 tháng còn gọi qua chuối ăn chua chua ngọt ngọt ngon quá. Đúng rồi mấy bạn, ngon lắm. Bây giờ cái bụng mình nếu mà tính theo kiểu mà người ta mang bầu khoảng 4 tháng rồi mấy bạn, quá cho bự rồi. Nè mấy bạn cứ nhìn mà xem, mấy bạn vô đây mà xem, sở thích của tôi là trứng cút. Mấy bạn ơi, cái món này thì chua chua ngọt ngọt, thơm thơm, bùi bùi, béo béo, nói chung là chua của chanh, của gỏi, của khóm, rồi ngọt là có đường, có trứng cút, gia vị hạt nêm, rồi nó ngọt tạo ra hương vị ngọt của cái món ăn mấy bạn. Còn béo béo là cái kiểu mà ăn vô trứng cút bùi bùi béo béo mấy bạn, ngon cực kỳ luôn, thêm thơm thơm của rau găm nữa. Nói chung là mấy bạn làm giống y chang mình á, ăn không nhấn nách mới sợ mấy bạn ơi. Nếu các bạn thấy video của mình hay á, đừng quên để lại một like và nhấn đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ những video mới nhất của mình vừa ra, là sẽ có thông báo liền cho mấy bạn luôn đó nha mấy bạn. Yêu thương các bạn rất nhiều. Yêu thương các bạn rất nhiều. Bye bye. Cái kênh có tia quy á. Like nha các bạn. Like nha các bạn. Động lực đang nó làm nhiều video thú vị nhất cho các bạn xem nha. Dạ đúng rồi, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ những video mới nhất của mình vừa ra nha mấy bạn. Bye bye mấy bạn.